có duyên biết mệnh. Sự thật tuyệt vời về tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đầu tháng khấn trời, mùng 10 gặp may, sự nghiệp lên hương, làm ăn tấn tới, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 7 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, khó khăn, thất bại, thậm chí là phá sản, nợ nần là điều mà ai trong chúng ta cũng đều trải qua ít nhất một lần trong đời, có đúng không ạ? Chẳng có ai sống mà được thập toàn thập mỹ cả, hạnh phúc luôn song hành với mất mát và khổ đau, thành công luôn phải trả giá bằng nỗi tủi nhục, đắng cay, chẳng biết chia sẻ cho ai. Thế nhưng, đi qua nửa chặng đường đời rồi nhìn lại, ta lại thầm cảm ơn. Những biến cố ấy đã giúp ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn gấp bội, giúp ta trở mình và có được như ngày hôm nay, giúp ta chẳng còn sợ hãi trước những giông bão của cuộc đời, hiên ngang vượt qua để nhận lấy những thành quả cho riêng mình. Trong lá số tử vi mới nhất của 12 con giáp, các thầy tử vi đã tiết lộ rằng trong tháng 7 âm lịch sắp tới, người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nhờ được phúc tinh cao chiếu, mang tới vận khí may mắn ngút trời, làm gì cũng mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, công việc thuận lợi không ngờ, tiền bạc cõng nhau chạy thẳng vào két sắt, vận khí lên hương, cuộc đời sang trang mới. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Đầu tiên, sẽ là vận mệnh, tính cách đặc trưng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Theo tử vi phương Đông, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hay còn gọi là Thảo Giả Chi Dương, tức là dê đồng cỏ, ngũ hành bản mệnh thiên thượng hỏa, lửa trên trời, tướng xương xương con dê, tướng tinh con rùa. Trời sinh người tuổi Kỷ Mùi là người có tấm lòng nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Đặc trưng của người tuổi Kỷ Mùi đó là can kỷ và chi mùi đều thuộc về hành thổ tương hòa với nhau, do đó nên người này có tài năng hơn người. Nam mệnh thì giỏi về vấn đề quản lý tài chính, trung hậu đáng tin, sớm sẽ đạt được công danh và phú quý, bất lợi đối với họ chính là nhiều người hay chủ quan, lơ là khi làm việc với giấy tờ và sổ sách, có thể nhầm lẫn, sai sót, dẫn tới thiệt thòi và bị tổn thất, một số ít ham mê cẩm bạc và đỏ đen. Chính vì lẽ đó nên nam Kỷ Mùi cần phải hóa giải, khắc phục sớm những bất lợi trên thì phú quý vinh hoa mới sẽ được bền vững và trường cửu. Nữ mệnh là người tâm địa thiện lương, thích chăm sóc người khác, thường là người tài sắc vẹn toàn, giỏi việc nước, đảm việc nhà, sự nghiệp thì vững chắc, gia đạo tốt đẹp. Kỷ Mùi theo ngũ hành thuộc về mệnh thiên thượng hỏa, đặc trưng của người mệnh hỏa là những người rất thông minh, giỏi giao tiếp và có sức hấp dẫn đối với người khác giới. Mang khí chất của hỏa, Kỷ Mùi khá nóng tính, người tuổi này nên tiết chế cảm xúc của mình, nếu không thì rất dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Dù biết tiếp thu ý kiến của người khác nhưng họ lại không thích bị chi phối, bó buộc trong cuộc sống cũng như trong công việc. Người tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, đặc biệt họ có đời sống nội tâm rất sâu sắc, bề ngoài thì nhẹ nhàng, nhưng họ lại có đầu óc về tư duy, suy nghĩ thâm trầm. Người này thích được yên tĩnh, tâm hướng thiện và có niềm đam mê về tôn giáo. Ưu điểm nữa mà phải nhắc đến ở Kỷ Mùi đó là sự chu toàn và luôn sắp xếp công việc ổn thỏa, tinh thần cầu tiến, giỏi xã giao, tính cách lại hiền hòa nên họ được lòng của nhiều người, bạn bè khắp bốn phương. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi được cho là tương đối tốt, được sự hỗ trợ từ những người quý trọng trong cuộc đời. Họ thường may mắn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ mỗi khi gặp khó khăn hoặc đối mặt với thách thức quan trọng. Điều này là điều quý báu, không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm qua. Tuy nhiên, họ cũng cần phải luôn nỗ lực không ngừng để đạt được thành công, không nên phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ từ người khác. Tuy nhiên, thực sự thì tính cách người này khá hướng nội, hay suy nghĩ quá nhiều, bên trong vỏ bọc mạnh mẽ đó chính là nội tâm khá yếu mềm, người này đa sầu, đa cảm, tinh tế và nhạy cảm, chu đáo với người xung quanh. Sự cẩn trọng của họ sẽ đem lại cho người khác cảm giác an toàn và có thể tin cậy được. Bản chất quang minh, chính đại và nhân sinh quan cống hiến, nên tuổi Kỷ Mùi thích hợp với lĩnh vực công quyền, cung cấp các dịch vụ công cho cộng đồng, là biểu tượng của sáng suốt, hào quang, nên công tác giáo dục, dạy dỗ học sinh mang lại niềm tin, tri thức là một thế mạnh bền vững của họ. Một số người khác không ưa bon chen danh lợi thì họ làm nông nghiệp, một số khác thích nghi nhanh chóng với lĩnh vực điện tử, kỹ thuật công nghệ. Vì yêu công bằng, mọi thứ rõ ràng, đen trắng phân minh, nên họ làm về luật pháp, thanh tra, điều tra cũng là có duyên nghề nghiệp. Ngoài ra, Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn, khiến cho tinh thần căng thẳng,
nên học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Tiền nong của họ thường không thiếu vì khả năng làm việc. Trau dồi bản thân không biết mệt mỏi của tuổi Kỷ Mùi nên họ ngày càng kiếm được nhiều tiền. Có người từng nói, muốn thành người giàu có thì đừng vội nghĩ đến tiền, bởi vì thấy những cống hiến vô tư, hết mình của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Đối với vật chất họ không quá coi trọng, thường hào phóng, giúp đỡ nhiều người, thực đúng là ông chủ của đồng tiền. Họ coi trọng chân lý sống, tình cảm hơn là giá trị vật chất. Khi thực sự thờ ơ với tiền thì tiền lại chảy về túi. Bản chất ánh sáng và hào quang vốn dĩ đã quyền quý, sang trọng, nên họ ham cuộc sống về tinh thần và coi trọng thượng tầng hơn là vật chất thông thường. Đối với tuổi Kỷ Mùi, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị, vì vậy họ cũng không thích quản lý, chỉ đạo người khác. Họ thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người, làm việc trong môi trường tự do, thoải mái, sẽ giúp tuổi này phát huy được hết ưu điểm, khả năng của mình. Trong những lúc căng thẳng, áp lực, họ cần được nghỉ ngơi để tiếp thêm sức mạnh giải quyết vấn đề. Khi làm việc tập thể, đương số luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho mọi người xung quanh, điều đó giúp cho họ chiếm được trái tim, tình cảm của nhiều đồng nghiệp. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành và các sao chiếu trong năm Giáp Thìn cho thấy, tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 gặp bất lợi trong cuộc sống, phương diện tiền bạc của không được như ý muốn, cũng như về tài chính không được tốt. Về công việc của tuổi Kỷ Mùi năm 2024 dễ có sự thay đổi và gặp khó khăn. Nếu 1979 xuất hành đi xa thì sẽ gặp chuyện phiền muộn và thị phi đưa tới. Cuộc sống quả thật có nhiều những mối lo toan và vướng bận, khách quan, những điều tiếng thị phi bên ngoài làm cho chúng ta cảm thấy vận rối thì đã đành, chẳng thể trốn tránh khỏi. Nhưng ngặt một nỗi, đôi khi chính bản thân chúng ta lại tự tạo thêm áp lực cho mình một cách vô tình mà chẳng kịp thời hay biết để vượt thoát. Bạn đã đi được rất xa và có sức chịu đựng tốt để vượt qua được vô vàn trở ngại lớn lao trong cuộc sống. Vì thế đã đến lúc bạn cần được thư giãn và tự thưởng cho bản thân những lời khen, động viên tích cực hơn là suy nghĩ tiêu cực Kỷ Mùi nhé. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, tuổi Kỷ Mùi thiên can Kỷ Thổ, địa chi Mùi Thổ. Trong tháng Cô Hồn theo ngũ hành phân tích ta thấy không có thăng hoa rực rỡ, nhưng vẫn có những điểm sáng nhẹ để bản mệnh yên tâm hơn. Bản mệnh được soi sáng để tìm ra được phương pháp làm việc thích hợp, cải thiện hiệu suất, phá vỡ những bế tắc trước đó. Bước sang tháng Nhâm Thân, vận trình của người tuổi Kỷ Mùi tuy không có thăng hoa rực rỡ, nhưng vẫn có những điểm sáng nhẹ để bản mệnh yên tâm hơn. Công việc trong tháng gặp một số trục trặc nửa chừng do họa tháng Cô Hồn gây ra, giao dịch bị cản trở, hợp tác với khách hàng không suôn sẻ như ý. Song may mà có Thái Dương Cát Tinh trợ mệnh, nên đến cuối cùng, kiên trì giải quyết sẽ tháo gỡ được, thậm chí đảo ngược tình thế. Bản mệnh được soi sáng để tìm ra được phương pháp làm việc thích hợp, cải thiện hiệu suất, phá vỡ những bế tắc trước đó. Khi đã đột phá được khó khăn, nhờ tinh thần làm việc hăng hái, quyết đoán nên bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Vận quý nhân ở thời điểm này khá vượng, dù gặp khó khăn cũng có người hỗ trợ nhiệt tình kịp thời. Vận trình tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, tuy nhiên dấu hiệu chưa rõ ràng, bạn vẫn cần kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu ắt sẽ thành công. Thời điểm này, có thể cân nhắc việc đầu tư khởi nghiệp kinh doanh nếu đã nắm chắc, viễn cảnh sẽ khá khả quan, còn nếu là dự định mới toanh, chưa có nhiều kinh nghiệm hay tìm hiểu cặn kẽ, thì tốt nhất nên rời lại thời điểm thích hợp hơn, nhất là khi tháng này là tháng Cô Hồn, rủi ro lúc nào cũng có thể ập đến. Thiên Diêu mang tới vận đào hoa rực rỡ, rất tốt cho những ai còn độc thân và đang trên hành trình tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo cho mình. Tình cảm của các cặp đôi càng thêm mặn nồng, tuy nhiên thời điểm tháng Cô Hồn nên hạn chế những hành động thiếu tinh tế, có thể dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn, chuyện bé xé ra to. Tháng Cô Hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng Cô Hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng Cô Hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy. Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau, nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo,
báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp kỷ mùi tuổi 1979 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, vận trình của tuổi kỷ mùi hung cát đan sen, nếu muốn thăng tiến mạnh mẽ thì hơi khó trong thời điểm này, nhưng không phải không có những điểm sáng. Nguyệt lệnh lâm đất mộ báo hiệu, bản mệnh sẽ phải rất vất vả mới mong đạt được những điều mình mong muốn, đôi khi một vài suy nghĩ cứng nhắc, tiêu cực, có thể khiến bạn thiếu hành sự bốc đồng, thiếu sự linh hoạt, có lẽ con giáp này cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình, sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may. Một vài giao dịch trong tháng cũng có thể bị cản trở hoặc trục trặc, dây dưa, lăng nhăng khiến bạn tốn rất nhiều tâm sức để giải quyết, hoạt động hợp tác với khách hàng cũng phải nỗ lực thuyết phục, vất vả hơn trước, song may mà có Thái Dương Cát Tinh trợ mệnh, nên đến cuối cùng kiên trì giải quyết sẽ tháo gỡ được, thậm chí đảo ngược tình thế. Những trở ngại đồng thời cũng là bước đà để bản mệnh khám phá ra tiềm năng chưa được khai phá của bản thân, lại thêm Cát Tinh trợ mệnh. Bản mệnh được soi sáng để tìm ra được phương pháp làm việc thích hợp, cải thiện hiệu suất, phá vỡ những bế tắc trước đó. Nhìn chung, kết quả công việc chỉ ở mức khá, chưa khiến bạn thực sự hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Khi đã đột phá được khó khăn, nhờ tinh thần làm việc hăng hái, quyết đoán, nên bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Vận quý nhân ở thời điểm này khá vượng, dù gặp khó khăn cũng có người hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời, từ giữa tháng trở đi. Nên lấy hòa khí làm trọng, dù là trong công việc hay các mối quan hệ khác, như vậy mọi việc mới diễn ra suôn sẻ. Bản thân cũng cần suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn, rất có lợi cho sức khỏe. Xét phương diện tài lộc kỷ mùi tuổi 1979 tháng 7 âm lịch. Trên phương diện tài lộc, con giáp này được chính tài cát thần trợ vận, nên vận trình tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, tuy nhiên dấu hiệu chưa mạnh mẽ. Bạn vẫn cần kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu ắt sẽ thành công. Ở thời điểm này, bản mệnh hoàn toàn có thể dựa vào công việc chính để nuôi sống bản thân. Chỉ cần tập trung làm tốt công việc chính mà không phải ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác, bản mệnh cũng dư giả trong chi tiêu. Bạn cũng có thể cân nhắc việc đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh nếu đã nắm chắc, viễn cảnh sẽ khá khả quan, còn nếu là dự định mới toanh, chưa có nhiều kinh nghiệm hay tìm hiểu cặn kẽ, thì tốt nhất nên rời lại thời điểm thích hợp hơn, nhất là khi tháng này là tháng cô hồn, rủi ro lúc nào cũng có thể ập đến. Một điều cần lưu ý là các khoản chi phí trong tháng phát sinh khá nhiều, có thể toàn chuyện nhỏ nhưng góp lại cũng thành số tiền lớn, tuổi này cần phải cân đối thu chi để tránh rơi vào cảnh cháy túi. Trong nhà nên lưu ý dọn dẹp góc Tây Nam, tháng này đó là góc tài khí tụ, nếu để đồ đạc bừa bãi, bẩn thỉu thì sẽ khiến tài khí tiêu tan, tiền bạc cũng theo đó không cánh mà bay. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi kỷ mùi 1979 tháng 7 âm lịch. Thiên diêu xuất hiện trong tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi kỷ mùi, mang tới vận đào hoa rực rỡ, tình yêu lứa đôi thêm phần phong phú, lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để những ai còn độc thân đẩy mạnh quá trình tìm kiếm nửa kia cho mình, đừng ngần ngại nhận lời kết thân của ai đó. Hoặc nếu được giới thiệu cũng đừng vội từ chối, hãy tự mình tạo cho bản thân cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao, để nhanh chóng có được mối nhân duyên tốt đẹp. Với những người kết hôn đã lâu, tình cảm trầm lắng được khuấy động, bỗng chốc trở nên sinh động, lãng mạn lạ thường, tranh thủ cơ hội hiếm có này. Bản mệnh hãy dành sự quan tâm tình cảm yêu thương cho nửa kia nhiều hơn bằng cách nói ra những lời ngọt ngào, sắp xếp một vài bữa tối lãng mạn, ra ngoài ăn uống. Thời điểm tháng cô hồn cũng nên hạn chế những hành động thiếu tinh tế, có thể dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn, chuyện bé xé ra to. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng cũng có thể gây ra một vài rắc rối khi dễ dẫn đến quan hệ tay ba. Nếu bản mệnh không đủ dứt khoát trước cám dỗ để mọi chuyện đi quá xa, sẽ rất dễ tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình. Trong các mối quan hệ xã giao, bạn cần phải công tư phân minh, nhất là nam mệnh, đừng vì cảm xúc nhất thời mà mang hạnh phúc cả đời ra đánh đổi. Xét phương diện sức khỏe tuổi kỷ mùi 1979 tháng 7 âm lịch. Căn cứ vào tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tình hình sức khỏe của người này trong tháng nhìn chung khá bình ổn. Bản mệnh không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, yên tâm làm việc, vui chơi, tinh thần thoải mái. Điều cần lưu ý duy nhất là cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, hạn chế dùng đồ cay nóng, kích thích để phòng tránh các chứng nóng trong, đầy hơi, khó tiêu. Ngoài ra, yếu tố tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần tạo ra một cơ thể khỏe mạnh. Chính vì thế, mệnh chủ cần dành chút thời gian để quan tâm, chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn. Người từng mắc bệnh hoặc đang mang bệnh trong người cần phải kiên trì điều trị, đừng bỏ dở giữa chừng,
Bệnh cũ dễ tái phát, mức độ càng thêm nghiêm trọng, khó chữa trị dứt điểm. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Kỷ Mùi 1979. Ngày mùng 4 âm lịch. Tiền bạc dư giả nên mong muốn tiêu dùng mạnh mẽ, bạn có thể mua được những món đồ mình yêu thích từ lâu nên tâm trạng khá phấn chấn. Ngày mùng 6 âm lịch. Người độc thân có thể sẽ thấy cảm động trước cách cư xử ân cần của người khác giới, hành động này khiến bạn có cái nhìn khác hẳn về người ấy. Ngày mùng 12 âm lịch. Tương tác ngọt ngào với đối phương và thể hiện tình cảm của bạn là cách đơn giản nhất để giữ tình yêu bền chặt. Ngày mùng 16 âm lịch. Tâm trạng tốt, một ngày thích hợp để giao lưu, nói chuyện với bạn bè sẽ giúp thư thái đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn. Ngày mùng 18 âm lịch. Những người bạn mới quen sẽ mở rộng vòng kết nối xã hội của bạn, đôi bên có thể hợp tác ở nhiều hạng mục công việc nếu cảm thấy đủ tin tưởng lẫn nhau. Ngày mùng 22 âm lịch. Cá nhân có sức hút riêng, người độc thân được nhiều người khác phái yêu thích, tăng cơ hội gặp được một nửa phù hợp. Ngày mùng 25 âm lịch. Một ngày vui vẻ, mọi việc suôn sẻ, không có gì cần phải quá lo lắng. Ngày mùng 30 âm lịch. Vận may về tài chính thật đáng ghen tị, một ngày giàu sang sung sướng, dù vậy, bạn vẫn nên dè chừng những kẻ tiểu nhân rình rập bên cạnh. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Kỷ Mùi 1979. Đầu tiên chúc mừng người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh tuổi Kỷ Mùi theo tháng sinh âm lịch, tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập. Người tuổi Mùi sinh vào thời điểm này trong năm tính tình hòa nhã, ấm áp, cũng là người giỏi ngoại giao, có đường nhân duyên rất tốt. Sinh vào tháng 2 âm lịch, người này dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống, ở nhà có cha mẹ, anh em tương trợ, ra ngoài lại có bạn bè nâng đỡ, dường như con giáp này gặp rất nhiều điều may mắn và thuận lợi, cũng chẳng lo bị dồn đến bước đường cùng bởi khó khăn. Dù là nam hay nữ mệnh, thì người sinh tháng 2 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Có được điều đó cũng là nhờ bản mệnh thường ngày thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, là lễ nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của con giáp này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không bút nào tả xiết. Nếu đi theo con đường chính trị, ngoại giao thì tài năng của tuổi Mùi sẽ được phát huy cao độ, dễ dàng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như lập nên những thành tựu lớn. Vào tháng 7 âm lịch, để bắt đầu tháng mới tốt đẹp hơn, công việc của người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 2 khá suôn sẻ. Bạn chỉ cần tập trung là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời bản mệnh có thể tự do theo đuổi con đường đam mê của chính mình vì nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình. Người tuổi này có thể an tâm mua sắm theo nhu cầu sở thích của mình nhờ có nguồn thu nhập dư giả, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ khá hài hòa, êm ấm. Người đã lập gia đình có thể tận hưởng những giây phút ngọt ngào với nửa kia, tình yêu giữa bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn nhất. Tiếp theo là người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, xem tử vi phương Đông thì người tuổi Kỷ Mùi sinh vào thời điểm này trong năm có cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm, khi lên khi xuống, khó bề ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không hề nao núng. Dù có phải đối mặt với thách thức lớn đến thế nào thì cũng không để nó đánh gục mình, mà vẫn kiên trì phấn đấu, nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội. Sinh vào tháng 4 âm lịch, số phận đã định người này tiền vận chịu nhiều cực khổ, song từ trung vận trở đi thì chuyển mình, cuộc đời vinh hoa phú quý chờ đợi phía sau. Tuy nhiên, họ phải trải qua nhiều bước thăng trầm, khi được bao người tung hô, khi lại chẳng có ai bên cạnh song nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất, người sinh tháng 4 âm sẽ chiến thắng hết những rào cản phía trước, họ cũng có được cuộc sống hạnh phúc cho mình với hôn nhân bền vững, con cháu thành đạt, cuộc đời về sau sung túc, ấm no, bản mệnh luôn nhắc nhở mình không ngừng phấn đấu, có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước. Đường công danh của tuổi này khá thuận lợi trong tháng 7 âm, các kế hoạch được triển khai đúng như dự tính của bản mệnh, nên thành quả rất đáng tự hào, nhờ sự nghiêm túc, hết lòng vì công việc nên hôm nay bản mệnh đã nhận được niềm vui này, song bản mệnh vẫn cần sửa những thói xấu cứng nhắc, bảo thủ của mình. Tài chính vốn vẫn có khoản thu nhập ổn định, nhưng điều khiến bản mệnh lo lắng là chi phí cho cuộc sống và các vấn đề công việc ngày càng tăng, khiến bản mệnh đôi khi cũng không thể kiểm soát được tài chính, bản mệnh nên có phương án đối phó với những tình huống bất ngờ, tức là tiết kiệm tiền cho những khi cần dùng tới tiền.
Vận trình tình cảm hài hòa, mối quan hệ giữa các cặp đôi êm đẹp, cả bản mệnh và người ấy đều cố gắng vun vén tình yêu này. Những người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với đối tượng thầm mến trong lòng. Bản mệnh hãy dùng chính sự tự tin của mình để gây ấn tượng với người ấy. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người sinh vào tháng này có tính tình ngay thẳng, hoạt ngôn lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh, con giáp sinh tháng 6 âm là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì, họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý của những người xung quanh, tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp, người sinh tháng 6 âm có nhiều bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Người này trung thực, ngay thẳng, rất ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn tất đưa tay cứu giúp, nhân duyên nhờ thế mà cũng thập phần tốt đẹp. Họ sống thanh cao, chẳng màng đến những tranh đua của cuộc đời, nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái, tặng cho nhiều món quà cuộc sống. Hôn nhân gia đình của tuổi Mùi rất hạnh phúc, gia đạo an yên mà tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Tháng 7 âm là thời gian bạn không cần phải quá vất vả, nhưng vẫn gặt hái được không ít thành tích vẻ vang, bản mệnh được trao cho những quyền lợi mà bản thân xứng đáng nhận được. Những nỗ lực của bản mệnh cuối cùng cũng có kết quả cụ thể, nhờ vậy mà tinh thần bản mệnh cũng vui vẻ, thoải mái hơn. Tháng này cũng sẽ có những cơ hội liên quan đến tiền bạc thu hút tuổi Kỷ Mùi, bản mệnh được mời chào, đề nghị hợp tác làm ăn với những lợi nhuận vô cùng hứa hẹn. Tuy nhiên, bản mệnh cần giữ mình tỉnh táo để nhận biết đâu là khoản tiền bền vững, lâu dài. Nắm được điều này, bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn khi chi tiền bạc. Tuy nhiên, thời gian này có nhiều việc ảnh hưởng ít nhiều tới tình duyên của bản mệnh. Dù vậy, bản mệnh cũng không nên quá căng thẳng. Tình cảm lúc thăng lúc trầm là chuyện thường tình, bạn hãy coi đó là gia vị của cuộc sống, là những nốt trầm trong chuyện tình cảm để trân trọng hạnh phúc hơn. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm trong năm là tiết bạch lộ, sinh vào tháng này, người tuổi Kỷ Mùi thông minh nhưng phận bạc, tiền vận không được tốt cho lắm, tổ nghiệp, cha ông để lại không nhiều, cũng chẳng được cha mẹ, anh em giúp đỡ là bao, may mắn là sau này ra đời có bạn bè, quý nhân tương trợ, cứu thoát bao lần khỏi cửa ải nguy nan, sự nghiệp nhờ thế mà thuận buồm xuôi gió. Xem vận mệnh người tuổi Mùi sinh tháng 8 này, những khó khăn thời tiền vận sẽ dần chấm dứt khi bước vào trung vận, gia đạo hưng thịnh, phúc lộc có thừa. Thời trẻ, tuy thông minh nhưng bản mệnh có phần nghịch ngợm, lơ là việc học hành, nên thành tích không được tốt lắm, mãi tới sau này khi đã ngoài 10 tuổi mới bắt đầu dần dần đi vào nề nếp, chú ý tới đường học, thông minh lại có ý chí đi đúng đường, nên chẳng mấy mà tiến bộ không ngừng, đạt nhiều thành tích. Khi đi làm, người này dễ dàng giành được vị trí mình mong muốn, được bao người ngưỡng vọng, nể vì bạn bè xung quanh chính là quý nhân, nhờ có bạn bè mà bản mệnh nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp của mình. Xem tử vi chọn đời thì thấy rằng, người sinh tháng 8 âm cuộc đời phải trải qua nhiều điều trắc trở, không ít điều hung hiểm bùa vây. Điều cần chú ý nhất chính là đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cần thận trọng giữ mình, tránh gây thù kết oán, cũng chớ làm những chuyện bốc đồng, kẻo tiểu nhân lợi dụng. Cũng may tuổi Mùi phúc lớn, mạng lớn, dù phải đối mặt với bao cửa ải nguy nan nhưng đều thuận lợi vượt qua, ý chí hơn người, tinh thần độc lập cao, liêm chính ngay thẳng, làm điều tốt ắt được trời ban phúc. Người này tư chất vốn thông minh, nhanh nhẹn, họ cũng giỏi thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống. Tuy nhiên, tháng 7 này lại dễ rơi vào cảnh hám lợi nhỏ mà quên đi đại sự lớn. Cụ thể, công việc suôn sẻ, thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện. Từ giai đoạn này, đương số có khả năng gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm ra hướng đi mới. Con giáp may mắn sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bên cạnh đó, họ sẽ còn gặp được quý nhân, được chiếu cố trong công việc, có khả năng thăng chức, tăng lương, bạn sẽ có vận may lội ngược dòng. Họ không chỉ có quý nhân chiếu cố mà còn có thần tài hỗ trợ, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Từ giờ, nếu cố gắng nắm bắt những cơ hội xung quanh thì công việc sẽ bất ngờ thuận lợi trơn tru. Cuối cùng là người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm theo lịch vạn niên là tiết tiểu hàn, vận mệnh người sinh vào thời điểm này có nhiều điều đáng nói, tiền vận mọi sự khó khăn. Dù cố gắng nỗ lực rất nhiều nhưng khó giành được thành công bởi có nhiều điều ngáng trở phía trước. Dông gió đến không ngừng, cuộc đời thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vượt khó, không bao giờ chịu lùi bước mà luôn luôn cố gắng tiến về phía trước, nên tới trung vận cuối cùng cũng dễ may thấy mặt trời,
danh lợi song toàn, hậu vận phúc thọ đủ đầy. Chớ thấy khó khăn bủa vây mà đã vội lùi bước, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng không muốn tiếp tục phấn đấu, bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình trước mắt. Người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng, những công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Tài lộc trong đời không phải không có, thậm chí còn có phần sung túc, có của ăn của để, nhưng vì sự nghiệp không được như ý muốn, nên tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 12 âm vẫn có phần không được thỏa mãn, bất đắc chí, tinh thần bị vây khốn, cảm thấy không thuận tâm, dù những người xung quanh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Có điều, số phận cũng có thể thay đổi được, tu thân tích đức chính là cách dễ dàng nhất để cải biên số phận, làm được điều này, bản mệnh có thể đạt được những điều mình muốn. Chính ấn chiếu mệnh, đương số sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc, những khó khăn, vướng mắc trước đó nay tìm được cách giải quyết, tinh thần thép của bạn khiến nhiều người khiếp sợ, không dám ăn hiếp bạn. Ngũ hành thổ sinh kim, giúp đường tình cảm của con giáp này được cải thiện, buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ bên tổ ấm nhỏ của mình. Người độc thân có cơ may làm quen với người khác giới nhờ tài lẻ của bản thân. Quý vị thân mến, để đoán biết một người đàn ông có tiền đồ hay không là điều không quá phức tạp, phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách để tìm ra ai là người tài năng, bản lĩnh, ai là kẻ bất tài cần hạn chế giao thiệp, chỉ cần nhìn 3 điểm này sẽ biết ngay đâu là người đàn ông có tiền đồ và ngược lại. 1. Cách anh ta kiểm soát cảm xúc. Người làm nên đại sự đa phần đều kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, kiềm chế cảm xúc giống như một loại năng lực giải quyết vấn đề. Họ không tùy tiện bộc phát những bất mãn bên trong, mà luôn lấy dĩ hòa vi quý là tôn chỉ cho cuộc sống. Đời người lắm thăng trầm khó đoán biết, người đàn ông thành công đều mang trong mình tâm thái lạc quan để đón nhận mọi thứ xảy đến với mình. Đàn ông có tiền đồ luôn hiểu rằng, muốn thành công, bạn nhất định phải trở thành chủ nhân của cảm xúc. Theo đó, trước khi mong muốn trở thành ông nọ bà kia, hãy bắt đầu từ việc thấu hiểu và kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Một người đàn bà đẹp và một người đàn bà tốt, đâu sẽ là sự lựa chọn đầy tự tin của người đàn ông thông minh? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết dưới đây. 2. Cách anh ta chịu trách nhiệm với vấn đề. Hãy làm một phép so sánh đơn giản giữa đàn ông trách nhiệm và không có trách nhiệm nhé. Đàn ông trách nhiệm luôn có một mục tiêu rõ ràng, đặc biệt là sau khi lập gia đình, họ càng muốn nỗ lực nhiều hơn để xây dựng và đem tới cho gia đình cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Đàn ông không có trách nhiệm luôn vui vẻ, nhẹ nhõm sống qua ngày, họ trốn tránh khi phải đối mặt với vấn đề, họ viện cớ khi phạm sai lầm. Chịu trách nhiệm cũng là một loại năng lực xử lý và ứng biến với các vấn đề xảy ra, vì thế, ngay cả năng lực cơ bản này mà không có, phụ nữ khôn ngoan nên tránh xa những người đàn ông như thế, để sau này không phải nói câu giá như. 3. Cách anh ta trải qua khó khăn, vấp ngã. Trong lúc khó khăn bủa vây, nguy khốn trùng trùng, là lúc mà bản chất con người cũng như bản lĩnh, tiền đồ đàn ông hiển lộ. Có câu, ngọc không mài không quý, chỉ những người đã trải qua khó khăn rồi thì mới trở nên bình tĩnh, chín chắn hơn. Kẻ mạnh thực sự là người có thể chịu được mọi thất bại và đau khổ. Người đàn ông phải có tấm lưng giống như núi. Ngọn núi chịu đựng được thử thách và đả kích, há miệng chờ sung, cứ đợi cả đời như vậy cũng chẳng ra tiền đồ được. Người chưa trải qua khó khăn sẽ không thể nếm được mùi vị của thành công. Vì thế, việc trở thành người đàn ông có tiền đồ cũng đã là thành công cho họ rồi. Đàn ông bất tài sẽ chẳng có cái gì ngoài thân phận là một người đàn ông, bởi lẽ người như vậy không có tư cách để trở thành người chồng, người cha và người con trai. Một người đàn ông bản lĩnh đích thực, có tiền đồ, là người luôn mong mỏi và khát khao một cuộc sống mà bản thân họ có thể chăm sóc được cho gia đình, những người thân yêu và hơn thế, còn tạo thêm những giá trị tốt đẹp cho đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.